Chuyên mày xấu. Sợ cười lúc đấy là bị ăn dã hiểu không? Đông à, đông hôm qua như nào nhỉ? Phát đầu tiên là lắp lên thì đâu có sóng, cứ chỉnh đi chỉnh lại. Cuối cùng là lắp sim khác có sóng, đấy, 8 vào lớp, lắp sim khác vào. Lắp sim khác vào villa, thế là ok, bắt đầu là thấy bụi trong cam, tháo bụi cam ra để lau, lau xong mất điện một bên màn hình. Kéo nói nhiều, cầu hết buổi trưa cho cụ. Sau là đèn ok rồi và chuyển cho nó nắp. Thấy thủng ốc. Nắp thì một phát đầu tiên là thủng ốc, phát thứ hai là lắp con lết cắp sạc lại kéo sạc được. Phải tầm một lỗi hơi lầm lỗi. Đó là làm phát là một phát thủng ốc, một phát mất đèn. Thế thôi, chỉ từng tức đấy thôi, là hai phát nặng, hai phát kéo đỡ được. Sao tối này đứt cáp. Tối về thì đâu chịu về, còn làm thêm con A7, làm phát oạc cáp. Người thì chém thấy nặng nặng, còn nước ở đây phê. Chém. Con A7 ở trên bóc cực luôn. Con A7 trên bóc. Em không biết là, em tưởng là như kiểu con gì phải có thể bồ đồ vào đây không? Cục cục ấy. Với con bà rồ ấy thì là, nó đéo có gì là cứ thế lùa thôi. Con này đi đặt nặng, chả mày đi kìm luôn rồi, nó phép
Rất đỏ. Mày đang dùng banh, bây giờ dùng mỏ hàn của tao á. Khi tao phải rút điện mỏ hàn, cất trong tủ, ngăn kéo tủ, nó còn dùng mới mang ra mất. Đoàn mà đi mua ra cái mỏ hàn nhỏ đoàn nhá. Mỏ hàn kim ấy, nhưng mà lần ấy một cái thôi, anh mua anh dùng mà. Cái này vẫn đang bé, cái của Trung không dùng được. Lấy mũi đồng không? Lấy mũi đồng thì em cho nhiệt thấp xuống. Vâng, anh cứ lấy mũi như này, dùng thích. Cái của Trung mà mũi ăn nhỏ này sau đến lúc phải đóng chân sạc mà đéo hàn được. Hàn làm sao được chân sạc bằng mũi này. Ây ôi. Những cái mũi nhỏ này bắt buộc phải có tầm 2 máy trở lên mới làm được. Vì mình toàn hàn to là nhiều. Nên 3 máy trở hết. Mà thứ hai là lại còn máy kia mình dùng liên tục, còn cái máy mỏ ăn nhỏ này mình phải tắt nó đi để kéo nhiệt về, không nó mòn hết, nóng nó hỏng hết mũi. Mua mũi nhỏ nhá, cứ đơ công hoặc công vân. Công vân được à? Phải công vân à? Vân có. Bà con xếp vào đây lúc nào đi ấy, bảo anh có tiền không, ứng trước cho em vài triệu. Ứng bao nhiêu ứng? Ừ. Bảo xếp vào mà. Ứng chục triệu rồi. Xin tụi của 502 đó này. Để chấm 502 thôi anh. Làm ăn những ngày thì họ hết cái xin qua tu. Cái xin qua tu đối với anh để tụi được 502 Thank you.